kiến thức và giải trí, trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn những diễn biến chính của chiến dịch Tây Nguyên tháng 3 năm 1975. Trích hồi ký của Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp Đôm ngày 3, dạng sáng ngày 4 tháng 3 năm 1975, Bộ Tư lệnh Chiến dịch ra lệnh cắt đứt đường 19. Từ sáng đến trưa ngày 4 tháng 3, Trung đoàn 95A, anh Lê An, Trung đoàn trưởng, anh Trần Kiểu, Chính ủy, đã tiến ra đường 19 tiêu diệt một loạt các vị trí địch trong đó có căn cứ pháo binh Iazun do một tiểu đoàn bảo an đóng giữ. Đến chiều hôm ấy, trung đoàn 95A đã làm chủ đoạn, đường dài 20 km từ ngã Ba Playbon đến ấp Phú Yên. Cùng ngày 4 tháng 3, sư đoàn 3 quân khu 5 tuy vừa hành quân từ Bắc Bình Định vào, gặp rất nhiều khó khăn về quân số và hậu cần cũng đã tích cực phối hợp đánh cắt đường 19 đoạn từ đèo Thượng An đến cầu số 13 diệt 2 đại đội và tiểu đoàn bộ tiểu đoàn một trung đoàn 47 ngụy diệt 316 tên, bắt sống 52 tên thu 200 súng và hai khẩu pháo 105 ly, làm chủ hoàn toàn đoạn đường trên. Tin đường số 19 bị cắt đứt đã nhanh chóng truyền về Washington. Đêm 4 tháng 3 hãng thông tấn AP đã loan tin, đường số 19, con đường tiếp tế chủ yếu của cao nguyên đã bị cắt đứt. Các trận đánh đã tập trung ở lệ trung. Đông Pleiku 16 km và ở Bình Khê, Tây Quy Nhơn 40 km. Nhiều vị trí từ Lệ Trung đến Bình Khê bị tiến công và mất liên lạc điện đài. Một căn cứ pháo binh 105 ly ở Tây Bắc Bình Khê đã bị Cộng sản đánh chiếm. Trước tình thế con đường huyết mạch nối từ cảng Quy Nhơn lên sở chỉ huy quân đoàn hai ngụy ở Pleiku bị cắt đứt, Phạm Văn Phú đã tung liên đoàn biệt động quân số 4 và tiểu đoàn 3 ra đông Pleiku để phản kích trung đoàn 95A. Đồng thời ông ta ra lệnh cho sư đoàn 22 ngụy từ Bắc Bình Định vào đường số 19 để phản kích lại sư đoàn 3 của ta. Trên hướng đường số 21, ngày 5 tháng 3 năm 1975, trung đoàn 25 do anh Lộ Khắc Tâm, trung đoàn trưởng Nguyễn Ngãi, chính ủy chỉ huy tiến công một đoàn xe địch, làm chủ đoạn đường phía đông Chư Xuê, con đường chiến lược quan trọng thứ hai nối từ Nha Trang đi Buôn Ma Thuột đã bị cắt đứt. Địch phải điều chi đoàn hai thiết giáp thuộc trung đoàn 19 từ Bình Thuận ra Khánh Hòa cùng với lực lượng học viên trường biệt động quân ở Dục Mỹ và hai tiểu đoàn bảo an đối phó với trung đoàn 25 của ta ở Chư Xuê. Việc trung đoàn 25 cắt đứt đường 21 đã làm cho Phạm Văn Phú một lần nữa phải suy nghĩ về buôn ma thuột. Ông ta cho rằng, tại sao Việt Cộng đánh Pleiku, con tum lại có lực lượng vào buôn ma thuột và cắt đứt đường 21, hay là đối phương lại nghi binh? Để phòng tình huống xấu, tướng Phú đã cử đại tá Vũ Thế Quang, Phó Tư lệnh sư đoàn 23 Ngụy về Buôn Ma Thuột với nhiệm vụ mới, Tư lệnh chiến trường Nam Tây Nguyên chỉ huy toàn bộ lực lượng quân Ngụy từ Đắk Lắc đến Gia Nghĩa. Khoảng 17 giờ ngày 5 tháng 3, đoàn xe 15 chiếc của Vũ Thế Quang và Tùy Tùng trên đường vào Buôn Ma Thuột đã rơi vào ổ phục kích của Trung đoàn 64, sư đoàn 320. Anh Phạm Quang Bảo, Trung đoàn trưởng, anh Đinh Thế Mỹ, Chính ủy ở đoạn Nam Ea Hơ leo, 8 chiếc đi đầu bị bắn cháy, 7 chiếc còn lại chạy thoát được về Pleiku trong đó có xe của Vũ Thế Quang. Một vấn đề trở ngại cho ta khi triển khai lực lượng ở phía Bắc Buôn Ma Thuột là trung đoàn 53 ngụy đang lùng sục ở khu vực này. Bộ tư lệnh chiến dịch lệnh cho sư đoàn 320 đánh Chư Xuê, Nam Thuần Mẫn để kéo trung đoàn 53 ra đối phó, tạo điều kiện cho lực lượng ta ở Bắc, Tây Bắc Buôn Ma Thuột tiếp tục chuẩn bị. 6 giờ ngày 7 tháng 3, tiểu đoàn 3 trung đoàn 48 sư đoàn 320 nổ súng. Sau 40 phút chiến đấu, tiểu đoàn 3 diệt gọn chư C. Ngày 8 tháng 3, trung đoàn 48 do anh Lê Quang Bình, trung đoàn trưởng, anh Đinh Hữu Tấn, chính ủy chỉ huy được tăng cường hai pháo 105 ly, 3 pháo 85 ly bắn thẳng tiến công chi khu quân sự Cẩm Ga và quận Lị Thuần Mẫn. Sau 1 giờ 20 phút, trung đoàn 48 làm chủ Cẩm Ga và Thuần Mẫn, diệt một tiểu đoàn bảo an, hai trung đội cảnh sát và cơ quan chi khu bắt 121 tên, thu 200 súng, có hai khẩu pháo 105 ly. 18 xe quân sự. Tiếp đó, ngày 9 tháng 3 Trung đoàn 64, Sư đoàn 320 đã tiêu diệt hoàn toàn căn cứ Buôn Hồ. Trận Cẩm Ga, Chư Sê và Buôn Hồ đã làm cho đường 14, con đường nối liền giữa Nam và Bắc Tây Nguyên bị cắt đứt. Tại Buôn Ma Thuột, Vũ Thế Quang đã ra lệnh báo động, rút Trung đoàn 53 về phòng thủ thị xã và đưa một tiểu đoàn của Trung đoàn này lên tăng cường cho Đức Lập. Sáng ngày 9 tháng 3, phạm văn phú từ pleiku bay vào buôn ma thuột gặp vũ thế quang và nguyễn trọng luật đại tá tỉnh trưởng đắk lắc sau khi xem xét toàn bộ tình hình tướng phú động viên vũ thế quang hãy sử dụng lực lượng hiện có để cố giữ buôn ma thuột đại tá vũ thế quang hỏi lại tướng phú nếu tiến công vào buôn ma thuột thì bao giờ việt cộng sẽ bắt đầu tướng phú trả lời có sớm cũng phải giữa tháng tư nhưng họ không thể đánh lớn tổng thống thiệu đã dặn tôi nơi nào bị đánh thì cố giữ hội nghị paris sẽ họp lại ta giữ được nhiều đất thì có giá để mặc cả với đối phương. vì vậy không thể rút thêm lực lượng ở Pleiku để tăng cho Buôn Ma Thuột. đến bây giờ bộ Tổng Tham Mưu, Ngụy vẫn khẳng định là hướng tiến công chính của Việt Cộng ở Tây Nguyên vẫn là Con Tum và Pleiku. nói xong Phú vội vã lên máy bay trở về Pleiku. địch đang hoang mang thì sáng ngày 9 tháng 3, Bộ Tư lệnh Chiến dịch ra lệnh cho sư đoàn 10 được tăng cường trung đoàn 40 tiến công chi khu quân sự và quận lỵ Đức Lập. Đây là tuyến phòng thủ vững chắc của địch bao gồm 5 cứ điểm liên hoàn nằm trên đường 14 ở phía tây nam Buôn Ma Thuột, được sự chi viện của 15 khẩu pháo lớn của Trung đoàn 4 và Trung đoàn 40, pháo chiến dịch, chỉ sau hơn 3 giờ chiến đấu, Trung đoàn 66 do anh Nguyễn Đình Kiệp, Trung đoàn trưởng, anh Nguyễn Trí Chí Nguyện, chính ủy Trung đoàn chỉ huy đã làm chủ hoàn toàn căn cứ chỉ huy hành quân của Sư đoàn 23, một vị trí quan trọng bậc nhất của địch ở Đức Lập. Cùng lúc đó, tiểu đoàn 1 vã, tiểu đoàn 3 trung đoàn 28 do anh Nguyễn Đức Cẩm, trung đoàn trưởng, anh Nguyễn Ngọc Xuân, chính ủy chỉ huy tiến công căn cứ núi lửa. Chỉ sau 45 phút chiến đấu, trung đoàn 28 đã làm chủ căn cứ núi lửa, toàn hộ quân ngụy trong căn cứ bị tiêu diệt và bắt làm tù binh. Khí đánh vào quận lỵ Đức Lập, do nắm địch không chắc và tổ chức đột phá không tốt nên đánh đợt một không thành công, chỉ huy sư đoàn 10 ngay trong đêm tổ chức nắm địch lại, mở hướng tiến công mới. Đến sáng ngày 10 tháng 3 sư đoàn 10 mở đợt tiến công thứ hai mới giải quyết xong. Thừa thắng, các chiến sĩ trung đoàn 66 phát triển đánh chiếm Đắc Sắc và Đức Minh. Hai đại đội bảo an đóng ở đây nhanh chóng bị tiêu diệt và tan rã. Trong khi các đơn vị tiến công quân địch ở Đức Lập thì tiểu đoàn 3 trung đoàn 28 được lệnh phát triển phối hợp VOI tiểu đoàn 2 trung đoàn đặc công 198 đánh chiếm căn cứ Đắc, song do tiểu đoàn 1 trung đoàn 53 chiếm giữ. Như vậy, sau hai ngày chiến đấu, Sư đoàn 10, Thiếu, đã tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Đức Lập và Đắc Song, bắt hơn 100 tên, thu 14 khẩu pháo 105 ly, 20 xe tăng, thiết giáp và hàng nghìn quả đạn pháo. Theo kế hoạch, sau khi giải phóng Đức Lập, Sư đoàn 10 đã nhanh chóng cơ động về phía đông thị xã Buôn Ma Thuột làm lực lượng dự bị chiến dịch. Mở sáng ngày 9 tháng 3 năm 1975, tại thị xã Buôn Ma Thuột, Vũ Thế Quang, chỉ huy trưởng chiến trường phía Nam còn đang ở nhà riêng thì nhận được điện báo Đức Lập đang bị pháo kích mạnh. Quang vội vã đến trung tâm hành quân cùng Nguyễn Trọng Luật, đại tá tỉnh trưởng Đắk Lắc theo dõi tình hình. 11 giờ trưa, Phạm Văn Phú bay tới Buôn Ma Thuột tổ chức cuộc họp khẩn cấp ngay tại trung tâm hành quân sư đoàn 23. Ngoài tướng Phú còn có Lê Trung Tường, chuẩn tướng tư lệnh sư đoàn 23, Phạm Văn Nghìn, đại tá tỉnh trưởng Quảng Đức cùng Vũ Thế Quang và Nguyễn Trọng Luật. Cuộc họp vừa bắt đầu thì tướng Phú nhận được tin căn cứ 23 và núi lửa thất thủ tướng Phú đưa ra một số quyết định, tình hình Đức Lập đã quá xấu, không còn khả năng cứu vãn, nên không tăng quân cứu viện. Ông ta hứa sẽ tăng cho Buôn Ma Thuột một chi đội xe tăng để tăng thêm sức phòng thủ và cho Vũ Thế Quang rút hai tiểu đoàn ở bản đôn về bảo vệ ngoại vi thị xã. Cho đến lúc này Phạm Văn Phú vẫn chủ quan cho rằng ta đánh Đức Lập, uy hiếp Buôn Ma Thuột là để nghi binh, có thể vài ngày nữa ta sẽ tập trung tiến công Con Tum và Pleiku. Nhưng điều bất ngờ lớn nhất đối với những người chỉ huy quân đội Mỹ, ngụy ở Sài Gòn và ở Tây Nguyên đã tới. 16 giờ ngày 9 tháng 3 từ những vị trí tập kết cách thị xã từ 15 đến 30 km, 12 trung đoàn bộ binh và binh chủng đã hình thành năm mũi tiến công cùng tiến về hướng Buôn Ma Thuột. Ở hướng Tây, dẫn đầu đoàn xe cơ giới là các đơn vị xe tăng tiến theo dấu lộ tiêu do công binh cắm sẵn xuyên qua các khu rừng để tiến ra bờ sông Cêpốc. Cây trên đường vẫn đứng nguyên nhưng gốc cây đã được các chiến sĩ công binh cưa trước 3 phần tư và ngụy trang kín đáo, nên xe tăng chỉ cần hút nhẹ là cây đổ và con đường mới hình thành cho xe qua. Công binh sư đoàn 316 đã chuẩn bị đủ các loại phương tiện, thuyền độc mộc, thuyền cao su, bẻ nứa, móc dòng dọc và dây cáp căng giữa hai bờ để đưa từng tiểu đoàn vượt sang bờ phía đông. Ở phía bắc, trung đoàn 53 ngụy còn chiếm giữ khu vực Quảng Nhiêu, mê van nên đến ngày 8 tháng 3 mạng đường ở hướng này vẫn còn từ 10 đến 12 km chưa làm xong. Sau khi trung đoàn 53 rút đi trung đoàn công binh 575 phải làm suốt đêm ngày và đến 23 giờ ngày 9 tháng 3 đã hoàn thành xong 3 tuyến đường phía Bắc vào Buôn Ma Thuột. Theo số liệu tôi còn lưu lại, tổng số chiều dài các con đường mới làm để vào Buôn Ma Thuột là 336 km, 3 bến phà, 2 ngầm và nhiều bến vượt cho bộ bình đúng 2 giờ 3 phút sáng ngày 10 tháng 3 năm 1975, Bộ Tư lệnh Chiến dịch ra lệnh cho Trung đoàn Đặc công 198 do anh Trần Kình, Trung đoàn trưởng, anh Nguyễn Văn Tích, chính ủy, tiến công thị xã Buôn Ma Thuột. Sau 2 giờ chiến đấu, Bộ đội Đặc công đã chiếm 2 phần 3 sân bay thị xã, làm chủ đường Phan Chu Trinh. Một mũi khác đã vượt đường 14 đánh chiếm khu cảnh sát. 2 giờ 16 phút, Trung đoàn 198 đánh chiếm và làm chủ sân bay Hòa Bình một mũi khác đánh vào căn cứ trung đoàn 53. Đại đội đặc công 2 được một đồng chí trong đội công tác tỉnh Đắk Lắc dẫn đường đánh chiếm làm chủ khu kho Mai Hắc Đế và con đường 429 mở hành lang cho mũi thọc sâu tiến vào thị xã. Vào thời gian này, các trận địa pháo chiến dịch 105,122,130 ly và các loại hỏa tiến H-12, DKB bắt đầu bắn phá dữ dội vào sở chỉ huy sư đoàn 23 và kéo dài từng đợt đến 6 giờ 30 phút dựa vào địa bàn do đặc công mới mở, tiểu đoàn 5 trung đoàn 95B cùng xe tăng, xe thiết giáp từ hướng đông bắc theo đường Phan Chu Trinh tiến vào đánh chiếm ngã 6 và tiểu khu Đắk Lắc. Trên hướng tây bắc, trung đoàn 148 sư đoàn 316, anh Đỗ Thanh Trì, trung đoàn trưởng, anh Nguyễn Khai Mẫn, chính ủy, dùng một tiểu đoàn đánh chiếm điểm cao chư e bua. Lực lượng chủ yếu được tăng cường một đại đội xe tăng tiến vào khu thiết giáp và khu pháo binh. Trên hướng Tây Nam, Trung đoàn 174 Sư đoàn 316 được tăng cường một đại đội xe tăng do anh Đào Trọng Lịch, Trung đoàn trưởng, anh Nguyễn Văn Sướng, chính ủy chỉ huy dùng tiểu đoàn 2 đánh chiếm điểm cao Chư Duê. Tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 3 đánh vào kho xăng Sư đoàn 23 và các đơn vị trực thuộc của Sư đoàn này ở phía nam đường 429. Trên hướng Tây, tiểu đoàn 4 Trung đoàn 24 Sư đoàn 10 do anh Trương Quang Oánh, tiểu đoàn trưởng chỉ huy được tăng cường một đại đội xe tăng. Một đại đội thiết giáp gồm 16 xe tăng T54 và xe K63 của trung đoàn 273 hình thành mũi thọc sâu binh chủng hợp thành dưới sự chỉ huy của anh Trương Văn Việt, trung đoàn phó trung đoàn 24 theo đường 429 tiến vào sở chỉ huy sư đoàn 23. Trên hướng Nam, khi trung đoàn 198 nổ súng thì trung đoàn 149 sư đoàn 316, anh Nguyễn Văn Đạo, trung đoàn trưởng, anh Nguyễn Văn Hoạt, chính ủy, còn cách mục tiêu khá xa bộ đội vừa đi vừa chạy để kịp thời gian hiệp đồng. Trung đoàn này phải vượt qua con suối lớn, nước sầu nên mất khá nhiều thời gian. Địa hình hướng nam toàn nương dẫy chống trải, địch phát hiện cho máy bay oanh tạc chúng đội hình. Riêng tiểu đoàn 9 của trung đoàn 149 được đội công tác dẫn đường. Đến 11 giờ 30 phút tiểu đoàn này đã chiếm được quận lị hòa binh. Quá trình phát triển chiến đấu, các trung đoàn cao xạ 232 và 234 theo sát đội hình tiến công của bộ binh và xe tăng bắn rơi 6 máy bay A-37, buộc máy bay địch phải nâng độ cao. Phối hợp với bộ đội chủ lực, đại đội một tiểu đoàn 301 và các đội xung kích của thị xã Buôn Ma Thuột đã phát triển vào các khu phố tạo trừ truy quét tề điểm, bọn địch lần trốn trong dân, bảo vệ trật tự trị an trong thị xã. Cùng tiến với cánh quân hướng Tây Bắc là đoàn cán bộ vận động chính trị gồm 83 người do anh Ama Hơ Oanh lãnh đạo đã vượt qua khu liên hợp pháo binh thiết giáp vào chùa Khải Đoan. Anh Ama Hơ Oanh kể lại khi các cơ sở cũ trong thị xã gặp lại những người cán bộ năm xưa họ hết sức vui mừng bởi vì suốt 7 năm qua lòng dân thị xã Buôn Ma Thuột vẫn son sắt với cách mạng, với đảng. Và không ít người, có lúc nào đó trao chạnh, giảm bớt lòng tin thì lúc đó họ đã hăng hái như những ngày Tết Mậu Thân năm nào dẫn đường cho cán bộ và bộ đội, phát hiện những tên ác ôn có nhiều nợ máu ẩn nấp, kêu gọi ngụy quân, ngụy quyền đầu hàng, nộp vũ khí. Qua một ngày chiến đấu trên cả bốn hướng bộ đội ta chiến đấu rất ngoan cường táo bạo, dũng cảm mãnh liệt thọc sâu, hiệp đồng gắn bó giữa bộ binh và pháo binh, bộ binh và xe tăng, giữa bộ đội chủ lực và lực lượng vũ trang địa phương đã làm chủ phần lớn các mục tiêu quan trọng trong thi xã Buôn Ma Thuột và các cứ điểm án ngữ vòng ngoài. Tiêu biểu trong ngày đầu là gương chiến đấu của tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4 trung đoàn 24 sư đoàn 10. Khi chiếc xe tăng đi đầu sụp lầy, đội hình bị ùn lại, máy bay địch quanh tạc vào đội hình, trương quang oánh bình tĩnh, dũng cảm vượt lên chỉ huy bộ đội và anh đã anh dũng hy sinh. Khi xe tăng ta tiến vào cửa mở, lúc này khói bụi mịt mù chiến sĩ lái không nhìn rõ đường, bất chấp hiểm nguy. Đại đội trưởng Lê Xuân Truyền chỉ huy trung đội trưởng Nguyễn Đức Lập và tiểu đội trưởng Kiều Hải Âu quê An Tường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cầm cờ đứng hai bên cửa mở làm lộ tiêu cho xe tăng mũi thọc sâu binh trùng hợp thành tiến vào. Bùi Đức Chín và 9 chiến sĩ của tiểu đoàn 4 trung đoàn 24 sư đoàn 10 đã anh dũng hy sinh ở khu vực cột cờ khu truyền tin. Trung đội trưởng Nguyễn Quang Trung, Trung đoàn 148, trước tình huống cửa mở hẹp, xe tăng và bộ binh bị ùn lại, không thể để đồng đội bị thương vong. Anh đã ôm bộc phá sông lên dưới làn đạn bắn thẳng của địch mở rộng cửa mở cho xe tăng ta tiến công và dẫn đầu trung đội đánh vào bên trong. Đêm ngày 10 tháng 3, sau khi nghe cơ quan tham mưu báo cáo tình hình, Bộ Tư lệnh Chiến dịch nhận định trong ngày đầu tiến công vào thị xã, ta đã thu được thắng lợi lớn đã chiếm được hai mục tiêu quan trọng là sân bay thị xã và tòa tỉnh trưởng, khống chế được sân bay hòa bình. Các mũi đều đánh tốt, riêng mũi phía nam có khó khăn, thắng lợi thu được chưa tương xứng với tổn thất của bộ đội. Hệ thống chỉ huy phòng ngự của địch bị rối loạn. Mặc dù lực lượng tại chỗ kết hợp với không quân phản kích ác liệt, nhưng không đẩy lùi được lực lượng ta ra khỏi thị xã nên binh lính, sĩ quan ngụy hoang mang cực độ. Tuy vậy, bọn đầu sò, ác ôn vẫn cố chống lại. Bộ Tư lệnh Chiến dịch chủ trương tập trung lực lượng mạnh nhanh chóng tiêu diệt sở chỉ huy sư đoàn 23 và các mục tiêu còn lại trong thị xã, triển khai lực lượng sẵn sàng đánh phản kích, đồng thời khẩn trương tiêu diệt các căn cứ bản đạp bản đôn, Chư Nga, buôn hồ, trói chặt địch ở buôn ma thuột, không cho lực lượng cơ động bên ngoài ứng cứu, đưa lực lượng cao xạ áp sát thị xã, bảo vệ đội hình tiến công của ta và bảo vệ nhân dân, điều một bộ phận lực lượng sang phía đông bắc sẵn sàng đánh địch đổ bộ đường không từ 6 giờ đến 8 giờ sáng ngày 11 tháng 3, pháo binh chiến dịch bắn cấp tập liên tục suốt 2 tiếng đồng hồ. Khi pháo binh vừa ngừng các mũi binh trùng hợp thành của ta xung phong đánh chiếm xào huyệt cuối cùng của quân ngụy ở Buôn Ma Thuột, địch cho máy bay ném bom ngay trên đường phố. Xe tăng M-48, Đại Liên, súng cối, tiểu liên AR-15 từ trong lỗ châu Mai Lô Cốt cố thủ bắn như chút đạn trước cổng sư đoàn bộ sư đoàn 23. Các chiến sĩ bộ binh bám sát, yểm hộ cho xe tăng diệt các ổ đề kháng của địch các chiến sĩ xe tăng luôn luôn tiến trước, mở những mũi đột kích mạnh tiêu diệt xe tăng và hỏa điểm địch. Trung đoàn 95 BVA đại đội xe tăng 4 từ tiểu khu Đắk Lắc tiến công sang hậu cứ sư đoàn 23 hợp điểm với mũi tiến công phía Tây. Xe tăng 980 do đại đội trưởng đoàn sinh hưởng chỉ huy dẫn đầu mũi tiến công phía Tây đánh tràn vào cổng chính. Sau khi bắn sập một góc cổng chính, xe tăng 980 xô đổ cổng sắt rồi cùng với xe của Bùi Mạnh Hùng, Phạm Hồng Vách dẫn dắt bộ đội đột phá vào trung tâm chỉ huy sư đoàn 23. Đến 11 giờ ngày 11 tháng 3, mũi thọc sâu binh chủng hợp thành của sư đoàn 10 và các mũi tiến công của trung đoàn 95B, trung đoàn 174 sư đoàn 316 đã hợp điểm tại sư đoàn bộ sư đoàn 23 ngụy Tổ cắm cờ của đại đội một tiểu đoàn 4 trung đoàn 24 sư đoàn 10 do tiểu đội trưởng Phạm Văn Vi, quê Yên Nội, Thành Ba, Phú Thọ cùng hai chiến sĩ là Đàm Duy Tộ. Nguyễn Văn Thắng đã cắm lá cờ quyết thắng của Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên lên trung tâm chỉ huy Sư đoàn 23. Dưới sự chỉ huy của chính trị viên đại đội 3 tiểu đoàn 4 trung đoàn 24 Ngô Huy Chuyên, quê Lê Lợi, Kiến Sương, Thái Bình anh em đại đội 3 đã tiến vào phòng làm việc của Vũ Thế Quang thu toàn bộ cờ hiệu, con dấu, bản đồ, còn nguyên trên bàn làm việc. Đại tá tỉnh trường Đắk Lắc Nguyễn Trọng Luật cùng một tốp sĩ quan chạy qua khu quân cụ biệt lập định trốn vào rừng cà phê thì bị bộ phận thọc sâu tiểu đoàn 4, sư đoàn 10 do Bùi Văn Độ cùng tiểu đội bắt làm tù binh cùng 12 sĩ quan khác. Đại tá Vũ Thế Quang, tư lệnh phó sư đoàn 23 thì chạy một mình, vứt bỏ cả giày, cả mũ, trên người chỉ mang một cái túi con. Đến tối ngày 11, viên đại tá, tư lệnh phó sư đoàn 23 ngụy, một người trai ở phố Sinh Tử, Hà Nội lầm đường theo giặc đã bị các chiến sĩ trung đoàn 174 bắt khi vượt qua buôn Ale Hai đi Phước An. Quang được ta đưa xe trở về trại giam. Khi qua phà sông Serepok, anh ta hết nhìn trời nhìn mây lại nhìn chiếc phà trở tới bà. Bốn chiếc xe ô tô cùng một chuyến thốt lên, chúng tôi thua là phải. Nắm thời cơ bộ đội tiến công, 315 tù chính trị ở nhà tù Buôn Ma Thuột đã nổi dậy phá cửa nhà tù chạy thoát ra ngoài. Đêm ngày 11 tháng 3, Bộ Tư lệnh Chiến dịch nhận định, địch mất thị xã nhưng các căn cứ bàn đạp vẫn còn, chúng có thể dùng lực lượng tăng viện đổ quân xuống các căn cứ bàn đạp phản kích chiếm lại buôn ma thuột. Hướng phản kích chủ yếu sẽ là hướng Đông Bắc, đồng thời lệnh cho Trung đoàn Đặc Công 198 và Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, tạo trừ, giữ địa bàn, củng cố thắng lợi. Trung đoàn 24, thiếu, phối hợp với tiểu đoàn 6 Trung đoàn 95B diệt căn cứ 45, tiểu đoàn 5 Trung đoàn 24 diệt cứ điểm trừ Nga, tiểu đoàn 21 đoàn 559 đánh địch, Giải phóng bản đôn, trung đoàn 149 sư đoàn 316 và một bộ phận trung đoàn đặc công 198 diệt căn cứ Hòa Bình. Thực hiện kế hoạch tác chiến trên, ngày 12 tháng 3 trung đoàn 24 và tiểu đoàn 6 trung đoàn 95B cùng xe tăng tiến công căn cứ 45, diệt và bắt 350 tên địch, thu và phá hủy 245 xe quân sự, thu hơn 400 súng các loại. Chiều ngày 12 tháng 3 trung đoàn 174 đánh chiếm cầu Thọ, Thọ Thành trên sông Cz tốc diệt và bắt 300 tên địch, thu hàng trăm xe. Ở hướng Bắc, ngày 12 tháng 3, Trung đoàn 9 sư đoàn 320 đánh chiếm quận lị Buôn Hồ, phát triển về hướng thị xã Buôn Ma Thuột diệt căn cứ Chư Pao thu 4 pháo 105 ly, giải phóng ấp Đạt Lý, thu trên 500 súng các loại, làm chủ đường số 14. Cùng với tiến công quân sự, các đội công tác và cơ sở tại chỗ phát động quần chúng nổi dậy giải tán bộ máy kìm kẹp của địch, thu hàng trăm súng các loại phá banh các khu đồn ca lê bê buôn hồ buôn ca lát các ấp Chí an thiện an đạt hiếu an lạc tưng mai buôn đê buôn vít giải phóng toàn bộ hơn 60 buôn ấp và dinh điển với trên 12 000 dân kinh thượng tại chỗ và bị địch dồn về đây đêm ngày 12 tháng 3 năm 1975, anh văn tiến dũng đại diện quân ủy trung ương và bộ tổng tư lệnh chuyển điện của bộ chính trị và quân ủy trung ương bức điện có đoạn bộ chính trị và quân ủy trung ương nhiệt liệt khen ngợi toàn thể cán bộ chiến sĩ đảng viên đoàn viên anh chị em công nhân viên đã nêu cao tinh thần quyết thắng anh dũng mưu trí và sáng tạo táo bạo và khẩn trương giành nhiều thắng lợi to lớn ngay trong những ngày đầu chiến dịch cần kịp thời nắm thời cơ thuận lợi giành thắng lợi to lớn hơn nữa trong điện bộ chính trị và quân ủy trung ương còn chỉ thị ở tây nguyên cần hết sức chú trọng công tác tiếp quản chú trọng chính sách dân tộc nhằm tăng cường đoàn kết các dân tộc và thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc. Nếu có ngoại kiều ở Buôn Ma Thuột cần đối đãi tử tế và có thể thả họ sớm. Cũng trong bức điện này, Thường vụ quân ủy Trung ương đã quyết định phong quân hàm cấp đại tá cho anh Block, Phó Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Đắk Lắc. Có nhiều cuốn sách viết về trận Buôn Ma Thuột đã lấy 11 giờ ngày 11 tháng 3 năm 1975 giờ ta cắm lá cờ lên sở chỉ huy sư đoàn 23 xác định là giờ giải phóng hoàn toàn thị xã này. Nhưng ai đã từng tham gia trận đánh vào buôn ma thuột chắc không thể quên. Đến trưa ngày 11 và những ngày tiếp sau đó cuộc chiến đấu vẫn diễn ra quyết liệt. Hơn 8.000 tên địch mới bị tiêu diệt một số còn đại bộ phận vẫn ẩn nấp trong thị xã. Trung đoàn 53 là đơn vị bảo vệ chủ yếu ở thị xã vẫn còn trong căn cứ của nó. Sư đoàn 23, ngay chiều ngày 12 tháng 3 đã bắt đầu đổ quân xuống phía đông thị xã. Tất cả tình hình đó cho thấy ta mới giành thắng lợi quan trọng, nhưng chưa phải là thắng lợi hoàn toàn. Vì vậy, trên đài phát thanh lúc bấy giờ ta vẫn chưa công bố là đã giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột. Tôi muốn nói kỹ về trận đánh căn cứ trung đoàn 53 ngụy. Gọi là căn cứ trung đoàn 53 nhưng trong đó gồm doanh trại của hai trung đoàn 44 và 53, nằm về phía đông nam sân bay Hòa Bình, cách trung tâm thị xã 10 km, được tổ chức phòng ngự rất vững chắc. Quanh căn cứ có đến bảy hàng rào kém gai sen kẽ giữa các lớp rào là bãi mìn. Lớp tường đất đắp quanh căn cứ cao và dày. Các lô cốt và ụ súng bố trí ngay trong tường đất. Hầm chỉ huy của trung đoàn bằng bê tông xây chìm dưới lòng đất. Khi vạch kế hoạch tác chiến, Bộ Tư lệnh Chiến dịch rất quan tâm đến sân bay Hòa Bình và căn cứ Trung đoàn 53. Điều quan tâm này bắt nguồn từ bài học lịch sử hè năm 1972 khi ta bao vây thị xã Con tum quân địch chỉ còn một con đường duy nhất là sân bay Con Tum. Từ sân bay này quân Ngụy đã đủ điều kiện đưa sư đoàn 23 đến để giành giật lại được thị xã Con Tum. Do vậy, việc đánh, chiếm sân bay Hòa Bình và căn cứ trung đoàn 53 là mục tiêu quan trọng phải đánh ngay từ đầu. Vì nhiều lý do công tác bảo đảm ta không thể đưa bộ binh và xe tăng vào để đánh ngay mà chỉ sử dụng trung đoàn đặc công 198 thực hiện nhiệm vụ này. Khi được lệnh nổ súng, lúc 2 giờ 10 phút, ngày 10 tháng 3, Trung đoàn 198 nhanh chóng chiếm được sân bay Hòa Bình. Nhưng khi đánh vào căn cứ 53, Trung đoàn 198 gặp nhiều khó khăn. Tuy có đánh chiếm được một số mục tiêu nhưng sau đó địch đã phản kích đánh bật ta ra và cho xe tăng ra bịt cửa mở. Một số anh em bị thương không ra được đã bị địch bắt, tra tấn hết sức dã man. Có anh em đã bị chúng thiêu sống hết sức man dợ. Căn cứ 53 còn thì sân bay Hòa Bình có nguy cơ địch chiếm lại và sẽ là bàn đạp để địch đưa quân tái chiếm Buôn Ma Thuột. Do vậy, Bộ Tư lệnh sử dụng Trung đoàn 149 sư đoàn 316 diệt căn cứ 53. Ngày 14 tháng 3, Trung đoàn 149 đánh nhầm vào khu điều vận sân bay, đến khi tiến sang căn cứ 53 đã bị địch chặn lại. Ngày 15 tháng 3, Trung đoàn 149 tiến công lần thứ hai, nhưng trung đoàn bị máy bay địch đánh trúng đội hình, bộ đội bị thương vong, cuộc tiến công vào căn cứ 53 vẫn không thành. Địch càng ngoan cố, chiếm giữ chờ quân tiếp viện. Lúc này một đại đội thám kích sư đoàn 23 đổ bộ bằng máy bay lên thẳng đang tìm đường vào căn cứ. Trung đoàn 45 ngụy cũng đã đổ xuống cách đó không xa. Lê Trung Tường, sư đoàn trưởng sư đoàn 23 đã về Phước An. Rõ ràng địch đang nỗ lực dùng đòn phản đột kích chiến dịch bằng đổ bộ đường không để giành lại buôn ma thuột. Chiều ngày 16 tháng 3, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 10 quyết định dùng Trung đoàn 66 được tăng cường một đại đội xe tăng T-54 tiêu diệt căn cứ 53 sau khi nhận lệnh trung đoàn trưởng Nguyễn Đình Kiệp dẫn cán bộ đi trước trinh sát, đồng thời lệnh cho bộ đội hành quân bám theo. Sau 3 giờ chiến đấu quyết liệt, tiểu đoàn 7 dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn trưởng Hoàng Ngọc Toái và chính trị viên Phạm Quang Vinh, tiểu đoàn 9 do Bạch Công Nghĩa, tiểu đoàn trưởng và Phạm Trào, phái viên của ban chính trị trung đoàn 66 được cử làm chính trị viên, phối hợp với một bộ phận của trung đoàn 149 từ hướng Tây Nam đánh vào Trung đoàn 66 và một bộ phận của Trung đoàn 149 đã làm chủ căn cứ 53. Toàn bộ quân địch trong căn cứ bị tiêu diệt và bắt làm tù binh. Đến đây, thị xã Buôn Ma Thuột mới thực sự hoàn toàn được giải phóng. Bộ tư lệnh chiến dịch dự kiến trước âm mưu, khả năng phản kích của địch nên trận Đức Lập vừa kết thúc sư đoàn 10 đã được lệnh hành quân gấp về phía đông Buôn Ma Thuột để tiêu diệt sư đoàn 23 ngụy phản kích. Trên chiến trường Con Tum, sư đoàn 23 thường đụng trận với sư đoàn 10 của ta nên cả hai sư đoàn của ta và địch đã hiểu biết khá rõ về nhau. Sư đoàn 23 biết khá nhiều về sư đoàn 10, từ người chỉ huy đến hướng hoạt động của các trung đoàn. Ngược lại, sư đoàn 10 cũng biết kỹ về sư đoàn 23, biết rõ từng sở trường, sở đoàn của các trung đoàn. Trung đoàn 45 thường hoạt động bí mật hay đánh bất ngờ. Trung đoàn 53 đã ra quân thì pháo bắn dồn dập, có khi chỉ cần nghe tiếng pháo bắn cũng đủ biết trung đoàn 53 sắp ra quân. Còn trung đoàn 44 thường làm lực lượng dự bị, thay thế các trung đoàn kia khi mất sức. Trong sư đoàn 23, trung đoàn 45 là trung đoàn còn cưng số 1. Chính Vũ Thế Quang đã từng làm trung đoàn trưởng trung đoàn này trước khi được cất nhắc lên làm sư đoàn phó sư đoàn 23. Ngày 12 tháng 3, được không quân yểm trợ trung đoàn 45 nhảy xuống vùng điểm cao 581 phía đông bắc căn cứ 53 Hòa Bình, liên kết với tàn quân của liên đoàn biệt động 21. Ngày 15 và ngày 16 Chúng ném nốt trung đoàn 44 và sư đoàn bộ 23 xuống Phước An. Ngày 14 tháng 3, trung đoàn 24 sư đoàn 10 và đại đội thiết giáp 5 được sự chi viện của pháo chiến dịch đã đánh tan tiểu đoàn hai địch ở khu điểm cao 581. Thừa thắng bộ đội ta tiến công vào cụm quân của tiểu đoàn một trung đoàn 45. Một số sống sót chạy về cụm ở đồn điền cà phê ngã Ba Nông trại cùng với liên đoàn 21 biệt động quân bảo vệ phía Tây Nam quận Lỵ Phước An. Ý đồ phản kích của địch bị đập tan. Quân địch quay sang co cụm chống đỡ bị động những cuộc tiến công của sư đoàn 10. Sáng ngày 16, bộ binh và xe tăng sư đoàn 10 tiến công vào ngã ba nông trại. Trung đoàn 45 ngụy và liên đoàn 21 biệt động quân bị diệt và tan rã. Một số tàn quân chạy về Phước An. Tại Phước An, tàn quân từ các nơi kéo về hình thành một cụm quân lớn gồm phần lớn trung đoàn 44, trung đoàn 45, liên đoàn 21 cùng sư đoàn bộ sư đoàn 23 do Lê Trung Tường cầm đầu. Ngày 17 tháng 3 sư đoàn 10 sử dụng các trung đoàn 24, 28 được pháo binh chiến dịch chi viện cùng xe tăng trung đoàn 273 mở đợt tiến công quyết định vào Phước An. Trước sức tiến công của quân ta, Lê Trung Tường vội leo lên chiếc trực thăng UH một định chạy trốn, nhưng máy bay chở viên tướng này đã bị đạn phòng không của quân ta bắn rơi. Tường bị thương, được một tốp lính lôi ra khỏi máy bay và cõng chạy trốn. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 3 ở khu vực Phước An, sư đoàn 10 đã diệt gần 500 tên, bắt sống 1.600 tên, thu 1.800 súng các loại. Toàn bộ lực lượng ở Phước An hoang mang cực độ, nhiều tên cởi bỏ quần áo lính, mặc quần áo thường dân chạy trốn về Chư Cúc. Ngày 18 tháng 3, Trung đoàn 25 đón đầu đánh quân địch rút chạy. Trung đoàn 28 truy kích đánh trận cuối cùng tiêu diệt về cơ bản sư đoàn 23 ngụy, giải phóng vùng đông bắc tỉnh Đắk Lắc. Như vậy, chỉ trong vòng 5 ngày từ 14 đến 18 tháng 3 bằng 4 trận đánh trên chặng đường dài ngót 50 km, Sư đoàn 10 đã xóa sổ vĩnh viễn Sư đoàn 23, chấm dứt sự tồn tại của những thiên thần lịch sử, danh hiệu của quân ngụy tặng cho Sư đoàn 23 năm 1973. Sau khi Sư đoàn 10 tiêu diệt Sư đoàn 23, tình hình nổi dậy của nhân dân Phước An cáng sôi động, bọn phòng vệ dân sự ra hàng, nộp vũ khí, nhân dân nổi dậy phá tan 13 khu dồn 35 ấp chiến lược 70 buôn, 11 dinh điền được hoàn toàn giải phóng giải tán ngụy quyền, thành lập chính quyền cách mạng. Cùng ngày 18 tháng 3, Ủy ban quân quản tỉnh Đắk Lắc được thành lập, anh Y Bơ Lốc làm chủ tịch, anh Lê Chí Quyết làm bí thư đảng ủy. Ủy ban quân quản ra mắt nhân dân tại khu chùa xã Lạc Giao đường Trần Hưng Đạo, việc làm đầu tiên của Ủy ban quân quản là thiết lập chính quyền cơ sở. Nhưng việc này khá phức tạp, nhiều nơi phải làm đi làm lại hai ba lần mới tạm ổn. Tiếp đó là việc ổn định đời sống nhân dân, trước hết là khôi phục lại hệ thống điện và nước. Hàng nghìn thanh niên các trường Nguyễn Du, nguyên công chứ tham gia công việc cứu thương, thu vũ khí, canh gác công sở, giữ gìn trật tự. Không ít người xin gia nhập lực lượng vũ trang. Phong trào phụ nữ phát triển khá mạnh, chị em tự nguyện đi gọi chồng con và người thân theo địch trở về với cách mạng, nộp vũ khí, tài liệu. Chị em còn tích cực giúp đỡ cơm nước cho bộ đội. Bên cạnh Ủy ban Quân Quản, các đoàn cán bộ tiếp quản của tất cả các ngành hành chính, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật cùng đoàn cán bộ của khu 5 tăng cường đã triển khai toàn diện các mặt công tác, nhanh chóng ổn định đời sống của nhân dân trong thị xã. Một thị xã đông dân vừa mới giải phóng với bao công việc bộn bể, nhưng tỉnh ủy đã nắm chắc nhiệm vụ phát triển của chiến dịch đã huy động hàng trăm lái xe và 250 xe tải, xe ca sẵn sàng phục vụ bộ đội chủ lực tiến công về Duyên Hải và vào Nam Bộ. Nói đến chiến dịch Tây Nguyên, phải nói tới trận then chốt mở đầu, buôn ma thuột, nhưng sẽ là thiếu sót nếu không như nói rõ trận then chốt thứ hai diễn ra nhanh và rất gọn tiêu diệt hoàn toàn sư đoàn 23 và liên đoàn biệt động quân số 21 làm cho địch hoang mang, rối loạn, không những ở cấp sư đoàn, quân đoàn mà còn tác động đến cơ quan đầu não của ngụy quyền Sài Gòn. Từ sai lầm về chiến thuật chiến dịch dẫn đến sai lầm về chiến lược. Một khi đã sai lầm về chiến lược thì thất bại trong chiến tranh là điều không tránh khỏi. Ngày 14 tháng 3, Nguyễn Văn Thiệu bay ra cam danh để nghe Phạm Văn Phú tường trình về quân sự. Cùng đi với Thiệu còn có Đại tướng Trần Thiện Khiêm và Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân ngụy và Trung tướng Đặng Văn Quang. Theo tin sau này chúng tôi mới nắm được, một, cuộc họp có một số diễn biến chủ yếu như sau. Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2, tư lệnh quân khu 2 báo cáo với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Trình Tổng thống, tôi đã cho các trung đoàn 44, 45 giải tỏa buôn ma thuật nhưng lực lượng Cộng sản quá mạnh đã đẩy lùi được lực lượng tăng viện của chúng ta, Ngụy về phía đông quốc lộ 21. Ở Con Tum và Pleiku quân Cộng sản đánh mạnh vào liên đoàn biệt động quân 23, hoạt động ở phía đông và phía tây, phi trường Cù Hành bị pháo kích liên tục ở phía đông quốc lộ 19 Trung đoàn 95 Cộng sản đánh mạnh vào Liên đoàn Biệt Động Quân 4 và Thiết đoàn Kỵ Binh 3, đã có 12 thiết giáp bị cháy. Ở Bình Định các Trung đoàn 12 và Trung đoàn 2 của Cộng sản nỗ lực từ phía đông để chiếm phi trường Phủ Cát. Nghe xong, Nguyễn Văn Thiệu hỏi Phạm Văn Phú. Trước sự kiện đó anh nghĩ sao? Phú trả lời. Tôi hy vọng có thể cứu vãn được quân khu 2 với điều kiện Tổng thống cho quân tăng viện. Sau khi nghe Phạm Văn Phú báo cáo tình hình, Nguyễn Văn Thiệu quay sang hỏi tướng Cao Văn Viên. Có lực lượng dự bị chi viện cho quân khu 2 không? Thưa Tổng thống, không còn. Nguyễn Văn Thiệu quay sang hỏi Phạm Văn Phú. Nếu không có quân tăng viện, anh có khả năng giữ được bao lâu? Nếu được Tổng thống và tướng viên yểm trợ không quân tối đa, tiếp tế bằng không quân đầy đủ về vũ khí, đạn dược tôi sẽ giữ được một tháng quân khu 2 thôi không xin tăng viện mà chỉ xin quân số bổ sung để bù tổn thất nặng nề sau trận buôn ma thuột. Với trách nhiệm là tư lệnh, tôi sẽ ở lại Pleiku cool và sẽ chết ở đó. Nghe xong lời thề thốt của Phú, Tổng thống Thiệu ngán ngầm lắc đầu. Không, không thể có quân tăng viện, không có quân bổ sung, quân viện bị cúp, đạn và tiền đều thiếu. Chúng ta đang bị tấn công mạnh ở khắp mọi nơi chứ không riêng ở quân khu 2. Địch đánh mạnh hơn năm 1968, hơn cả năm 1972. Con Tum, play cu người ít kinh tế không có, để bảo toàn lực lượng, lấy quân về giữ đồng bằng ven biển, ở đấy điều kiện tiếp tế thuận lợi hơn. Dừng hồi lâu, Nguyễn Văn Thiệu lại hỏi Cao Văn Viên, rút theo đường 19 có được không? Thưa Tổng thống, trong lịch sử chiến tranh ở Đông Dương, chưa có lực lượng nào rút theo đường 19 mà không bị tiêu diệt. Kế hoạch rút lui được Thiệu, Viên, Phú bản tính rất kỹ. Thời điểm này, Mọi con đường từ Tây Nguyên về đồng bằng đều bị cắt đứt, chỉ còn đường số 7, con đường còn lại duy nhất để về đồng bằng. Đường số 7 bị hư hỏng nặng vì đã bỏ từ lâu, nhất là đoạn phía Đông Thi xã treo treo 10 km trở về Phú Yên đường rất xấu, cây cối um tùm, cầu sụp nhiều nhưng sửa chữa lại có thể sử dụng được. Thiệu, Viên, Phú thống nhất rút lui theo tỉnh lộ 7 là một việc làm rất mạo hiểm nhưng họ hy vọng sẽ tạo được bất ngờ cho việc rút quân. Ngay tối ngày 14 tháng 3, Phạm Văn Phú triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2. Vào cuộc họp, Phú nói, cuộc họp bàn về vận mệnh quốc gia ở Cam Danh hoàn toàn bí mật, chỉ có 5 người tham dự, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Đại tướng Trần Thiện Khiêm, Đại tướng Cao Văn Viên, Trung tướng Đặng Văn Quang và tôi, Phú, đã bàn việc rút khỏi Cao Nguyên. Phạm Văn Phú vừa nói xong, chuẩn tướng Trần Văn Cẩm, người chịu trách nhiệm lập kế hoạch rút lui hỏi Phú, ta có thông báo cho các tỉnh trưởng và cơ quan hành chính cấp tỉnh cùng lực lượng bảo an dân vệ và dân chúng biết không phú nói theo lệnh của tổng thống không được thông báo cho các tỉnh trưởng ai biết thì rút không biết thì ở lại tây nguyên dùng lực lượng địa phương ở lại chống đỡ để bảo vệ cho chủ lực rút an toàn mặt khác đó cũng là cách đánh lạc hướng sự chú ý của đối phương giữ bí mật cho cuộc rút lui thực hiện kế hoạch rút lui Phạm Văn Phú điều các liên đoàn biệt động quân số 6 và 23 tăng cường cho lữ đoàn kỵ binh hai bảo vệ đoạn đường từ ngã Ba Mỹ Trạch đến quận Sơn Hòa, yểm trợ cho công binh sửa đường, Bắc cầu, đoạn đường còn lại giao cho quân địa phương Phú Bồn và Phú Yên bảo vệ. Tuy vậy, Phú vẫn cảm thấy chưa ổn nên đã điều thêm liên đoàn biệt động quân số 7 từ con tung ưu tiên cho rút trước để về án ngữ đoạn đường từ phía đông treo reo đến đèo Tuna. Đêm ngày 14 dạng ngày 15 tháng 3 sư đoàn 6 không quân Ngụy đã chuyển cơ quan quân đoàn 2, lãnh sự quán Mỹ ở Pleiku về Nha Trang. Tuy địch cố giữ bí mật và tiến hành nghi binh, nói là đưa quân về tái chiếm Buôn Ma Thuột nhưng hành động rút chạy vội vã của địch không thể che được mắt dân chúng và binh lính của họ. Đột nhiên thị xã Pleiku trở nên hỗn loạn, giá vé máy bay Pleiku đi Sài Gòn tăng vọt. Dân chúng đã biết cuộc rút chạy của quân đoàn 2, nên cũng vội vã hò nhau chạy theo. Về phía ta, tối ngày 15 tháng 3, anh Văn Tiến Dũng gọi điện thông báo Bộ Tư lệnh Chiến dịch biết có hiện tượng địch rút bỏ con tum, Pleiku. Cool. Tiếp đến từ Hà Nội, Bộ Tổng Tư lệnh Cúng Điện cho Bộ Tư lệnh Chiến dịch, Sở Chỉ huy Tiền phương của Quân đoàn 2 và Lãnh sự quán Mỹ đã chuyển về Nha Trang. Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương cũng đã gợi ý cho Bộ Tư lệnh Chiến dịch nên nghĩ đến khả năng địch buộc phải rút bỏ Tây Nguyên. Sáng ngày 16 tháng 3, Bộ Tư lệnh Chiến dịch vừa triển khai kế hoạch đánh sư đoàn 23 trên đường 21 vừa làm kế hoạch đánh địch rút chạy trên đường số 7. Cùng ngày đại quan sát của ta phát hiện và báo về sở chỉ huy chiến dịch từng đoàn xe địch đủ loại hàng trăm chiếc nối nhau từ ngã ba Mỹ Trạch chạy về Phú Bổn. Được tin trên, Bộ Tư lệnh Chiến dịch điện ngay cho anh Kim Tuấn, sư đoàn trưởng sư đoàn 320 xác minh hiện tượng trên. Lúc này, Trung đoàn 48 ở Thuần Mẫn, Trung đoàn 9 ở Phú Nhơn, Trung đoàn 64, Thiếu tiểu đoàn 9 đang truy kích địch ở Chư Pao Đạt lý trung đoàn 95b đang làm dự bị cho sư đoàn 10 ở đường 21 như vậy cả sư đoàn 320 chỉ có tiểu đoàn 9 trung đoàn 64 là bố trí ở Tây treo gieo 7 km theo đường bản đồ đêm ngày 16 tháng 3 tiểu đoàn 9 trung đoàn 64 được lệnh cơ động ngay trong đêm ngày 17 phải có mặt ở phía Nam treo reo nổ súng chặn địch nhận được lệnh tham mưu trưởng sư đoàn Ngô Huy Phát lúc này đang chỉ huy tiểu đoàn 9 và một bộ phận của trung đoàn 48 làm công tác chuẩn bị phương án tiến công thị xã Treo Gieo, không còn thời gian để tính toán anh chỉ thị cho chỉ huy tiểu đoàn 9 cho bộ đội hành quân. Thời gian gấp rút, đường xa, đèo dốc khó đi, trời lại tối nhưng các chiến sĩ tiểu đoàn 9, sư đoàn đồng bằng hiểu rõ giá trị của thời cơ, anh em đã tìm nứa khô đốt đuốc, soi đường vượt qua rừng khọp, tắt qua dãy núi đá tai mèo để đến nhanh đường 7. Cuộc chạy đua với địch của chiến sĩ tiểu đoàn 9 diễn ra khẩn trương, quyết liệt. Đến 16 giờ ngày 17 tháng 3, đại đội 11 tiểu đoàn 9 đã đến đường số 7 ở phía đông nam treo reo 4 km. Trong đêm ngày 16, anh Đặng Văn Khoát, phó chủ nhiệm hậu cần chiến dịch trực tiếp điều động 110 xe ô tô chở sư đoàn 320 đang làm nhiệm vụ hướng buôn ma thuột về thuần mẫn. Thiếu ô tô, bộ đội tổ chức chạy bộ, ô tô quay lại đón bộ đội dọc đường. Tiếp theo tiểu đoàn 9 là toàn bộ trung đoàn 64. Sau trung đoàn 64 là trung đoàn 48 và các đơn vị còn lại của sư đoàn 320. Sáng ngày 17 tháng 3, một số xe địch chạy lọt về Cùng Sơn nhưng đại bộ phận tập đoàn rút chạy của quận đoàn hai ngụy vẫn chưa chạy thoát. Trên đường 7 hàng nghìn xe đủ loại nôi đuôi nhau ùn ùn đổ về thị xã Treo Gieo. Chúng chạy hùng tư, hàng năm lấn ra cả hai bên đường. Đoàn xe địch qua khỏi Treo Reo khoảng 4 km gặp trận địa phục kích đầu tiên của tiểu đoàn 9. Bộ đội chưa kịp đảo công sự, lợi dụng gốc cây ụ mối nổ súng, đang cơn hoảng loạn, nghe tiếng súng của ta, cả đoàn xe địch nhào ra hai bên đường chạy vào rừng. Một số tên lái nhảy ra khỏi xe chạy bộ về Treo Reo. Tại thị xã Treo Reo, lúc này quân khu 2 đã biến thành tuyến trung chuyển để đặt sở chỉ huy hành quân và điều hành việc rút chạy. Do đường chưa sửa xong, lại bị quân ta chặn đánh thị xã treo gieo người chật ních và ước chừng khoảng 2.000 xe các loại đậu kín mặt đường và có khoảng hơn một vạn tên địch, dựng lều bạt nằm ngổn ngang tràn ra cả sân bóng. Mở sáng ngày 18 tháng 3, địch củng cố lại đội hình dùng hai thiết đoàn xe tăng mở đường chạy về Cùng Sơn. Tiểu đoàn 9 ngoan cường nổ súng dữ dội vào đoàn xe địch. Tiểu đội trưởng Nguyễn Vi Hợi thuộc đại đội 9 tiểu đoàn 9 bắn hai quả B40 diệt hai xe bọc thép địch. Bọn địch un lại, hoảng sợ chạy tán loạn. Hợi chỉ huy tiểu đội vừa chiến đấu vừa kêu gọi địch đầu hàng. Trong 2 ngày 18 và 19 tháng 3, chỉ tính riêng tiểu đội Nguyễn Vi Hợi đã diệt 40 tên bắt 46 tù binh, bắn cháy 9 xe tăng, xe bọc thép. Riêng Hợi diệt 21 tên địch, bắn cháy 6 xe bọc thép, bắt sống 6 xe bọc thép khác. 11 giờ ngày 18 tháng 3, Bộ Tư lệnh Chiến dịch lệnh cho Sư đoàn 320 nhanh chóng đánh chiếm thị xã Treo Gieo, được pháo binh chi viện. Trung đoàn 48 mở đợt tiến công vào sân bay, tòa hành chính, khu cố vấn Mỹ, tiểu khu Phú Bồn, trại lính Ngô Quyền, ti cảnh sát, ti chiêu hồi, đài phát thanh. Cầu Ienu bắc qua sông Ba bị xe tăng địch tranh nhau vượt qua. Cầu sập, địch cho xe chạy bừa, bãi sông biến thành bãi xác xe. 13 giờ ngày 18 Phạm Văn Phú điện cho Phạm Duy Tất, mở đường máu mà thoát thân. Xe không đi được thì phá xe, bỏ qua mọi tình huống mà chạy, lấy cùng sơn làm tụ điểm, tất bất lực trước sự tổn thất quá nặng nề, gần như tan rã, thất thểu leo lên máy bay chuồn về Nha Trang bỏ lại quân lính. 18 giờ ngày 18 tháng 3, sư đoàn 320 hoàn toàn làm chủ thị xã treo gieo. Ngày 21 tháng 3, các chiến sĩ trung đoàn 64 đuổi kịp lực lượng rút chạy trước của địch và vây diệt chúng ở Phú Túc. Ngày 22 tháng 3, trung đoàn 64 diệt địch ở Ga Ngày 23 tháng 3, trung đoàn 64 tiến sát cùng Sơn. Tại Cùng Sơn, địch ùn lại khoảng 6.000 tên, đủ các sắc lính, cùng 40 xe tăng, thiết giáp. Bộ tư lệnh quân khu Nam ra lệnh cho tiểu đoàn 96 và tiểu đoàn 13 tỉnh Phú Yên chặn đường rút chạy của địch ở phía đông Cùng Sơn. 12 giờ ngày 24 tháng 3, trung đoàn 64 và bộ đội tỉnh Phú Yên từ 3 hướng tiến vào Cùng Sơn. Trước sức tiến công mạnh mẽ của quân ta, đội quân ô hợp rối loạn, chống cự yếu ớt rồi nhanh chóng bị tiêu diệt tàn dã. 18 giờ ngày 24 tháng 3, Củng Sơn được hoàn toàn giải phóng. Sau khi treo gieo giải phóng, ngày 20 tháng 3 năm 1975, Ủy ban quân quản thị xã treo gieo ra mắt nhân dân, gần 2.000 đồng bào tham dự. Anh Siêu Tui, Phó Bí Thư tỉnh ủy làm chủ tịch, anh Hoàng Lâm, tức Võ Tịch, làm Phó Chủ tịch và một số ủy viên. Anh A Ma Quang, khu ủy viên được thường vụ khu ủy khu 5 phái và tăng cường chỉ đạo địa phương ở hướng treo gieo, đường số 7. Ủy ban quân quản và các lực lượng tiếp quản đã tổ chức tốt công tác thu dọn chiến trường, giải quyết các hậu quả do địch để lại, giữ gìn trị an, bước đầu ổn định ăn ở cho dân. Hơn hai vạn nhân dân con tum, Pleiku chạy theo địch dồn tại đây được bộ đội và nhân dân địa phương nhường cơm, xẻ áo. Có những gia đình ly tán, chạy lạc vào rừng. Anh em cán bộ chiến sĩ sư đoàn 320 đã tận tình giúp đỡ. Riêng tiểu đội Nguyễn Vi Hợi đã tìm được hơn 200 người dân lạc trong rừng anh em giúp đỡ người già, trẻ em từ nước uống, viên thuốc chữa bệnh, chia sẻ nắm cơm, gói gạo sấy, rồi giải thích cho họ trở về quê cũ. Ủy ban quân quản đảm bảo về lương thực, thực phẩm và bố trí phương tiện chuyên trở hơn hai vạn người dân con tum, play cu cool trở về quê hương. Cùng thời gian, sư đoàn 320 đánh địch trên đường số 7, sư đoàn 10 diệt địch ở Phước An. Ngày 17 tháng 3, Trung đoàn 29 Sư đoàn 968 cùng lực lượng vũ trang địa phương tỉnh Con Tum tiến vào giải phóng thị xã Con Tum. Trung đoàn 95A ngược đường 19 cùng lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai tiến vào giải phóng thị xã Pleiku. Trên đường 21, ngày 23 tháng 3, Sư đoàn 10 và Trung đoàn 25 đánh chiếm Khánh Dương, diệt và làm tan giã Trung đoàn 40 thuộc Sư đoàn 22 ngụy và 4 Tiểu đoàn Bảo An. Ở Quảng Đức, ngày 24 tháng 3, Trung đoàn 271 cùng lực lượng Vũ Trang địa phương tiến công giải phóng thị xã Gia Nghĩa. Cả vùng Tây Nguyên Bao La được giải phóng. Tương quan lực lượng trên chiến trường về mặt chiến lược lúc này nghiêng hẳn về phía cách mạng, lực lượng chiến lược ngụy suy yếu nghiêm trọng, đột biến và đang tan rã lớn. Toàn miền Nam địch có 4 quân khu thì quân khu 2 và quân đoàn 2 bị đánh thiệt hại nặng nhất buộc phải rút khỏi địa bàn chiến lược Tây Nguyên, khả năng trước mắt của địch không đủ sức phản kích chiếm lại Tây Nguyên mà chủ yếu có cụm lập phòng tuyến ngăn chặn ta, trọng điểm là Nha Trang, Cam Danh để giữ an toàn vùng Sài Gòn, Gia Định và đồng bằng sông Cửa Long. Địch vội vã rút lực lượng dự bị chiến lược khỏi Trị Thiên, đưa lữ đoàn dù số 3 lập lá chắn ngăn chặn ta ở đèo Ma Đê Giờ Á C hiểm trở. Trước sức tiến công của quân đoàn 2 và lực lượng vũ trang địa phương trị, thiên địch buộc phải rút khỏi Quảng Trị và bắt đầu di tản Huế. Thừa thắng, quân đoàn 2 và bộ đội địa phương quân khu trị thiên đập tan tuyến phòng thủ vòng ngoài đánh chiếm cửa Thuận An, Tư Hiền và từ ba mặt tiến vào giải phóng thành phố Huế. Ở quân khu 5, sư đoàn 2 tiến công tiêu diệt địch cùng lực lượng địa phương giải phóng tuần dưỡng, Tam Kỳ. Quân và dân Quảng Ngãi tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Ngãi. Đà Nẵng đang bị bao vây bốn mặt, cô lập và rối loạn. Ở Nam Bộ, sư đoàn 7 quân đoàn 4 đánh chiêm định quán, Hoài Đức, giá dài và đang tiến về Lâm Đồng lực lượng vũ trang quân khu 7 tiêu diệt chi khu dầu tiếng và các vị trí địch ở Bến Củi, Cầu Khởi, Suối Ông Hùng, Ngã Ba Đất Xét. Ở Tây Nguyên, mặc dù cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt liên tục, song các đơn vị vẫn còn sung sức, bám sát địch, cán bộ, chiến sĩ phấn chấn, tin tưởng, khí thế thi đua lập công tốt. Qua chiến đấu các trung đoàn chủ lực của ta có thêm kinh nghiệm tác chiến hiệp đồng binh chủng đánh thành phố, hậu cần dồi dào, đủ sức bảo đảm cho bộ đội ta phát triển, thời tiết đang là mùa khô rất thuận lợi cho việc cơ động bộ đội và công tác vận chuyển. Ngày 21 tháng 3, tại Sở Chỉ huy Tiền phương Bộ Tổng Tư lệnh, anh Văn Tiến Dũng truyền đạt lệnh giao nhiệm vụ bổ sung của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh cho Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên như sau, tiếp tục phát triển chiến đấu trên ba trục đường 19, 7, 21, Giải phóng Phú Yên, Khánh Hòa, phối hợp với Sư đoàn 3 Quân khu 5 Giải phóng Bình Định, Mục tiêu chủ yếu là diệt lữ đoàn 3 ở đèo Phượng Hoàng và tiến xuống giải phóng Nha Trang, Cam Danh. Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Tổng Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên nhanh chóng tổ chức lực lượng phát triển tiến công trên 3 hướng xuống các tỉnh đồng bằng Nam Trung Bộ. Ngày 29 tháng 3, Trung đoàn 19 sư đoàn 968 và Trung đoàn 95A tiến xuống Bình Định hợp điểm với sư đoàn 3 quân khu 5, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Bộ Tư lệnh quân khu 5, sau 3 ngày chiến đấu, sư đoàn 3 Sư đoàn 968 và trung đoàn 95A đã tiêu diệt sư đoàn 22 thiếu. Đây là sư đoàn chủ lực cuối cùng của quân đoàn 2 Ngụy bị xóa sổ. Thừa thắng, 13 giờ ngày 31 tháng 3, quân và dân Bình Định tiến công thị xã Quy Nhơn. Đến 16 giờ ngày 1 tháng 4 năm 1975, thị xã Quy Nhơn được giải phóng. Cùng lúc, tiểu đoàn 2 trung đoàn 95A vượt biển đánh chiếm và giải phóng các đảo Hòn Tre, Cù Lao Thu cánh quân thứ hai. Ngày 28 tháng 3, Sư đoàn 320 đã có mặt ở vị trí tạm dừng miền Tây tỉnh Phú Yên. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã hết lòng giúp đỡ bộ đội Sư đoàn đồng bằng vác đạn, tải thương, dẫn đường. Ngày 31 tháng 3, được du kích đưa đường, phối hợp chiến đấu, tiểu đoàn 9 trung đoàn 64 tiến công hòn 1, tiểu đoàn 8 đánh chiếm đoạn đường số 1 từ Phú Khê đến cầu Ván Hòa Xuân. 5 giờ sáng ngày 1 tháng 4, các mũi tiến quân của sư đoàn 320 bắt đầu đánh chiếm Tuy Hòa. Sau 45 phút chiến đấu, ta chiếm được ngã năm, khống chế đường Trần Hưng Đạo trung tâm thị xã. Ở phía Bắc, trung đoàn 48 đánh chiếm căn cứ chóp trải, phát triển thành hai mũi dọc đường số 1 và ven biển, tiến công sân bay Đông Tắc. 6 giờ 48 phút, trung đoàn 48 vượt sông Đà Rằng đánh chiếm ti cảnh sát, tiểu khu Phú Yên, một mũi đánh vào sân bay từ hướng Nam Trung đoàn 64 và tiểu đoàn 13 bộ đội địa phương diệt địch ở Hòa Hiệp. 9 giờ ngày 1 tháng 4, quân ta hoàn toàn làm chủ các mục tiêu trong thị xã Tuy Hòa. Trên biển, địch cướp thuyền đánh cá của dân chạy ra khơi lên tàu tẩu thoát, được bà con ngư dân giúp đỡ sư đoàn 320 dùng thuyền đuổi theo truy kích địch. Ở khu vực sân bay, hàng trăm tên địch chui rút trong hầm ngầm đụn cát lần lượt ra hàng trung đội trưởng Đàm Việt Hùng đại đội 9 tiểu đoàn 9 trung đoàn 64 dẫn đầu mũi truy kích địch ra tận bãi biển Đông Tắc. Tại đây trung đội của anh đã bắt sống chuẩn tướng Trần Văn Cẩm, phó tư lệnh quân đoàn 2, tư lệnh chiến trường Phú Yên. Ở một địa điểm khác, chiến sĩ ta bắt được viên đại tá Vi Văn Bình trong khi đang cải dạng chạy trốn. Đây là lần thứ hai sau 3 năm, lần thứ nhất ở Đắc Tô, Tân Cảnh, viên đại tá này bị bộ đội Tây Nguyên bắt làm tù binh. Cánh quân thứ ba gồm sư đoàn 10, trung đoàn bộ binh 25, trung đoàn pháo binh 40, xe tăng trung đoàn 273 sau khi giải phóng Khánh Dương được lệnh tiến đánh Lữ Dù Ba ở đèo Phượng Hoàng mở đường xuống giải phóng Ninh Hòa, Nha Trang, Cam Danh. Sau khi chiếm đèo Phượng Hoàng Đại tá Văn Bá Ninh, Lữ đoàn trưởng Lữ Dù Ba đã cho bắt tay ngay vào củng cố các chốt bảo an có sẵn và đảo thêm công sự. Chúng bố trí trận địa pháo ở các eo núi để ta khó phát hiện. Xe tăng, xe thiết giáp được chúng ngụy trang phục sẵn ven đường quân dù thực hiện chiến thuật phòng ngự di tản, lấy đại đội làm đơn vị đóng chốt. Khi phát hiện được lực lượng ta, chúng dùng pháo binh và không quân sát thương. Với thủ đoạn này, quân dù hy vọng sẽ tiêu hao và ngăn chặn được ta mà chúng không bị tiêu diệt. Để tiêu diệt lữ đoàn dù, đập tan lá chắn phía Tây Ninh Hòa, Bộ Tư lệnh Chiến dịch phân công tôi và anh Vũ Lăng trực tiếp đốc chiến sư đoàn 10. Ngày 25 tháng 3, chúng tôi đã có mặt tại sở chỉ huy sư đoàn 10 chúng tôi thống nhất phương án tiêu diệt lữ đoàn dù ba như sau tiêu diệt gọn lữ đoàn dù ba bằng nhiều trận tiêu diệt gọn từng tiểu đoàn địch thực hiện cải thế bằng lực lượng vây ở phía đông đèo phượng hoàng kết hợp chặt chẽ đột phá chính diện với bao vây chia cắt đánh hai bên sườn chủ động khắc phục khó khăn phát huy sức mạnh tổng hợp của các binh chủng dành cho được thế chủ động bất ngờ quyết tâm của chúng tôi là cố gắng đánh nhanh diệt gọn lữ đoàn ba nhưng ta ít thương vong để có lực lượng phát triển ngay xuống đồng bằng Thế mạnh của lữ đoàn dù số 3 trong phòng ngự chính là chúng chiếm được địa hình đường đèo hiểm hóc, lại được 24 khẩu pháo chi viện. Sáng ngày 29 tháng 3, mở đầu cuộc tiến công tiêu diệt lữ đoàn 3 là trận đấu pháo ác liệt giữa pháo binh ta và pháo binh địch làm dung chuyển cả vùng đường đèo dài hơn 10 km. Những khẩu pháo ta vừa thu được ở Buôn Ma Thuột và những xe đạn pháo từ kho Mai Hắc Đế được chuyển đến đã giáng xuống các trận địa pháo của lữ dù ba những đòn sấm sét. 12 khẩu pháo của địch đã bị phá hủy, phá hỏng. Sức chi viện hỏa lực của địch bị giảm đi một nửa, bộ binh địch bắt đầu co cụ. Nắm thời cơ lúc địch đang điều chỉnh đội hình, bộ tư lệnh sư đoàn 10 ra lệnh cho các trung đoàn bộ binh và xe tăng của ta đột phá vào đội hình phòng ngự của địch. Quân dù không được hỏa lực pháo binh chi viện, lại bị quân ta tiến công diệt từng đơn vị. Chúng tìm cách co cụm lại chống đỡ nhưng lúc này các trung đoàn của ta đã cắt quân địch ra từng mảng. Tinh thần sĩ quan, binh lính dù bắt đầu dao động, hoảng loạn ngày 1 tháng 4, giữa lúc sư đoàn 320 giải phóng thị xã Tuy Hòa, thì tại khu vực đèo Phượng Hoàng các chiến sĩ sư đoàn 10, trung đoàn 25 và xe tăng ta mỡ đợt tiến công vào toàn bộ các cụm quân của Lữ Dù 3. Sau 2 giờ chiến đấu Lữ Dù 3 hoàn toàn bị tiêu diệt, cánh cửa thép Phượng Hoàng phòng tuyến phía Tây Ninh Hòa bị đập tan. Bộ đội ta tràn xuống giải phóng thị trấn Ninh Hòa. Cả sư đoàn mười bừng bừng khí thế tiến về đồng bằng. Đơn vị nào có xe thì hành quân xe không có xe thì hành quân bộ. Khó có thể nói hết niềm vui sướng của cán bộ chiến sĩ Tây Nguyên khi hành quân đến đỉnh đèo Phượng Hoàng. Phía trước đã nhìn thấy biển Đông, để lại phía sau là cả một vùng cao nguyên bao la vừa được giải phóng. Trên vai nặng chĩu trang bị, chân rột phòng sau nhiều ngày hành quân đuổi địch nhưng ai nấy đều hăng hái, đi nhanh như chạy. Sáng ngày 2 tháng 4, Trung đoàn 24 và Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 28 cùng xe tăng, pháo binh tiến vào quận lỵ Ninh Hòa lực lượng vũ trang địa phương và nhân dân Ninh Hòa được bộ đội hỗ trợ đã nổi đậy giành quyền làm chủ. Cả thị trấn Ninh Hòa đỏ dợp cờ sao. Nhân dân đã ra đứng chặt hai bên đường vẫy cờ hoa, gieo mừng đón bộ đội cách mạng. 13 giờ ngày 2 tháng 4 lực lượng đột kích binh chủng hợp thành của sư đoàn 10 do anh Vũ Đình Thước, tham mưu phó sư đoàn chỉ huy theo đường số 1 tiến về thành phố Nha Trang. Tại Nha Trang, sáng ngày 1 tháng 4, được tin lữ dù ba thua trận, tuyến phòng thủ đèo Phượng Hoàng, mà DGAC bị phá vỡ, Phạm Văn Phú vội vã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tìm cách tử thủ Nha Trang. Ngoài Phú còn có chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang, tư lệnh sư đoàn không quân 6 và viên sĩ quan chỉ huy trường hạ sĩ quan Đồng Đế. Một số sĩ quan có mặt lúc đó, sau bị ta bắt khai rằng, gọi là họp nhưng thực chất chỉ nghe tướng Phú phán lệnh thiết quân luật 24 trên 24 giờ trong ngày, gấp rút củng cố lại các trận địa phòng thủ, thu gom tàn quân thành lập các đơn vị mới bổ sung súng đạn cho các đơn vị bảo an dân vệ đồng thời ông ta quyết định thành lập mặt trận nha trang và cử phạm quốc thuần làm tư lệnh họp xong phạm văn phú cùng một số sĩ quan tùy tùng dùng máy bay lên thẳng thị sát chiến trường ông ta dùng máy bộ đàm mà vẫn không liên lạc được với một đơn vị đồn trú nào phú bay thẳng về phan giang không xuống nha trang như dự định bất chấp lệnh giới nghiêm của phú nhân viên hành chính ngụy quyền bỏ nhiệm sở quân lính ngụy bỏ đội ngũ về nhà lo di tản vợ con gia đình. Lính dù, lính biệt động thua trận ùn ùn đổ về Nha Trang cùng hơn một ngàn tên quân phạm vừa phá ngục ra. Chúng tranh giành xe cộ, cướp giật của dân làm cho thành phố trở nên hỗn loạn. 17 giờ ngày 2 tháng 4 sau khi đánh tan các chốt của địch ở đèo Do Tượng, đèo Dù Dì, lực lượng binh chủng hợp thành của sư đoàn 10 bắt đầu vượt cầu xóm bóng tiến vào thành phố. Các ổ đề kháng cuối của quân đoàn 2 ngụy đã bị tiêu diệt đoàn xe chở bộ đội tiến đến đâu trật tự ở đó được thiết lập. Nhân dân thành phố biển Nha Trang vây quanh những xe chở bộ đội tặng chiến sĩ ta trái cây, nước ngọt. Thừa thắng, sáng ngày 3 tháng 4, lực lượng đột kích của sư đoàn 10 theo đường số 1 tiến về phía nam, địch cho máy bay ném bom, bắn phá ác liệt chặn đường. Tiểu đội trưởng Nguyễn Văn Mịch, đại đội 72 trung đoàn 234 quê Hoàng Thành, Hiệp Hòa, Hà Bắc, bằng một quả đạn A-72 đã bắn rơi tại chỗ một máy bay A-37, bắt súng giặc lái. Cùng thời gian trên, tiểu đội Phó Đỗ Văn Lì Đại đội 72 Trung đoàn 234 quê khu 1, Việt Trì, Phú Thọ sử dụng một quả đạn bắn rơi tại chỗ một máy bay A-37. Những ổ đề kháng ở hai bên đường liên tiếp đánh vào đội hình quân ta. Vượt qua ác liệt hy sinh, lực lượng đột kích của ta vẫn nhằm hướng quân cảng cam danh sốc tới. 14 giờ ngày 13 tháng 4 năm 1975 Cam Danh, quân cảng lớn, có vị trí chiến lược quan trọng bậc nhất của tể quốc ta đã hoàn toàn được giải phóng, kết thúc chiến dịch Tây Nguyên mùa xuân năm 1975. 16 giờ chiều hôm đó tôi, anh Hồ Đệ, sư đoàn trưởng và anh Lã Ngọc Châu, chính ủy sư đoàn 10 đã có mặt tại quân cảng Cam Danh vừa chia vui với bộ đội vừa hướng dẫn anh em phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương giữ gìn an ninh chính trị, bảo vệ những thiết bị, kho tàng trong căn cứ và nhanh chóng củng cố lực lượng để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mới. Chúng tôi đã thực hiện được lời thề sắt son, giải phóng nhân dân các dân tộc Tây Nguyên khỏi ách nô lệ, thực hiện đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy Nhào ở Tây Nguyên như lời bác Hồ đã dạy. Trong suốt chặng đường có biết bao kỷ niệm trong cuộc đời. Đối với mùa xuân năm 1975, giây phút xúc động nhất đối với tôi là giây phút chúng tôi cùng đơn vị từ Tây Nguyên tiến về Đồng Bằng, tới được bờ biển miền Trung giạt rào nắng gió, không mấy ai trong số hàng ngàn cán bộ chiến sĩ đã nhiều năm chiến đấu ở núi rừng tây nguyên khi tới được bờ biển lại không trào nước mắt tôi nhớ ngày đó ở binh đoàn tây nguyên có lưu truyền một bài thơ của một chiến sĩ trong binh đoàn trong đó có những câu thế này ôi cái đêm ta về với đồng bằng lồng ngực căng tràn hương lúa trăng hiểu lòng ta nên chăng rất tỏ gió hiểu lòng ta từng ngọn gió bồi hồi lau khô dần những giọt mồ hôi nhưng nước mắt ta đã chảy dài trên má nhà thơ chiến sĩ ấy đã nói hộ chúng tôi nỗi niềm của những người chiến sĩ tây nguyên khi hoàn thành tâm nguyện của mình từ tây nguyên tiến về giải phóng đồng bằng từ rừng tới biển từ chiến khu gian lao vất vả về giải phóng các thành phố huy hoàng tráng lệ của đất nước ta một đời trận mạc có được những ngày tháng đó thật là hạnh phúc và chính những giây phút ấy khi ở cuối chặng đường đuổi giặc chúng tôi đã nhớ tới bao đồng đội của mình đã hy sinh dọc đường đi tới chiến thắng trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi